khi hớp vào một ngày là đầy nhóm quiz. Quiz, tay chung tay mình cùng tiến lên. Ngay chúng ta hơi ấm con tim này, tay bên nhau để lùi bóng đêm. Mau tiến lên quiz, luôn tươi vui nụ cười nở trên môi. Bao xuân mê bao khát khao này sẽ thắp sáng tuyệt vời thế gian. Bao vui thay, đặt tên giờ khi hớp vào một ngày là đầy nhóm quiz. Bao la thiên đường này ta bước bay cùng áng mây. Sao diệu kỳ thay khi ta tin rằng nơi thế gian còn phép tiền thì bạn ơi Wings ở đây rồi, ta cùng tương lưu ở khắp nơi, bay cao tới tận thiên đường. Tay chung tay mình cùng tiến lên, nghe chúng ta hơi ấm con tim này, ta bên nhau đẩy lùi bóng đêm. Mau tiến lên Wings, luôn tươi vui nụ cười nở trên môi, bao sự mê bao khát khao này sẽ thắp sáng tuyệt vời thế gian. Red Fortin bị phá hủy và học viện Advia biến thành căn cứ quân sự. Thử thách đặt ra với các tiên nữ là đột nhập vào Cloud Tower. Kế hoạch không hiệu quả, nhưng nhờ có Riven giúp đỡ nên mọi chuyện trở lại như bình thường. Tập 23, vai trò của sức mạnh. Dẫn chúng tôi vô đây. Phòng ở đây trang trí xấu quá, có gì đẹp để mà dẫn chúng tôi vô coi chứ. Từ đây có thể đi thẳng tới lâu đài. Lính gác đứng đầy ngoài hành lang nè. Không cần phải sợ mấy tên lính gác đó đâu. Tôi biết cách đi tới lâu đài mà không sợ bị ai phát hiện được. Trước hết chúng ta phải di chuyển xuống các tầng thấp hơn, và lối đi bí mật nằm trong tấm gương này. Trong này sao? Chỉ là một cái gương thôi mà. Mình cũng nghĩ giống như cậu vậy. Các bạn phải tin tôi, đã nói là tôi không theo phe phù thủy. Nhanh lên, không có nhiều thời gian nữa đâu. Ưu tiên phụ nữ đi trước đi, ha Sky ha. Tiếp theo là trẻ em, đúng chứ Riven? Nè, để anh đi trước cho, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Tiếp theo sẽ là mình. Là đáng ghét. Biết thế nào cũng như vậy mà. Các em, chúng ta có khách. Lâm và mọi người đang dùng lối đi bí mật của lâu đài, chuẩn bị tiếp đón thôi. Nhưng sao cô ta lại biết chứ? Nết đi với cô ta. Đồ phản bội,
Nè, bình tĩnh đi Darcy. Theo chị thì con yêu tinh đó làm như vậy cũng tốt. Chúng ta có sức mạnh rồng thiên, không gì có thể ngăn cản. Bọn chúng chỉ là hạng tép tiêu thôi, nên không có gì phải sợ. Phải có một năm học bình thường chứ. Ai ngờ bây giờ lại rơi vào thảm họa diệt vong. Phải bảo vệ Anfea và dùng đất phép thuật nữa. Nhưng mà bạn cũng thấy đó, nhờ vậy mà nhóm của chúng ta mới có được những kinh nghiệm vô cùng quý báu này. Những thứ này không có trong sách vở đâu rồi nha. Hơn nữa, chúng ta còn được sử dụng những câu thần chú phép thuật thật thú vị, được chiến đấu với những pháp sư và những tiên nữ mạnh nhất ở vùng đất phép thuật này nữa. Mấy bạn thấy chuyện này thú vị lắm sao? Mình thì không thích chút nào đâu. Mình thấy sợ là đằng khác nữa. Đúng ra giờ này mình đang ở nhà cùng với ba mẹ cơ. Bạn nói rất đúng, mình cũng sợ lắm. Cứ nghĩ tới cái cảnh trở thành tù nhân và bị cô lập với thế giới bên ngoài là mình lại cảm thấy ớn lạnh nè. Mình ước gì đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Ui, sợ quá đi. Gì mà yếu xìu vậy? Chỉ là một giai đoạn khó khăn thôi mà. Phải cố gắng vượt qua chứ. Trước giờ cái thiện luôn thắng cái ác mà. Laura nói đúng. Chúng ta giống như một ban nhạc vậy, mà trong đó mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng. Kiko và Pepe là quan chưa kìa. Chúng ta cần phải mạnh mẽ lên. Để cứu Magic thì không thể thiếu bất kỳ ai trong số chúng ta. Và mấy bạn cũng đừng quên, Lum và Stella đang dò dẫm trong lãnh địa của kẻ thù. Khó khăn ở chỗ Lum đang mất hết phép thuật, nhưng mình tin rồi bạn ấy sẽ an toàn thôi. Misa nói đúng đó, chúng ta không thể ngồi nhìn như vậy được. Câu hay nhất trong ngày. Chúng ta phải dạy cho bọn phù thủy đó một bài học nhớ đời. Phải đó, không thể để cho bọn chúng hủy hoại thế giới tươi đẹp của chúng ta một cách dễ dàng như vậy. Đúng vậy, không thể được. Không thể là đúng đó. Không thể được vậy. Cố gắng cố lên. Chúng ta sẽ làm được mà. Mình có tin nhắn. Là Timmy hả? Phải. Timmy và mình đang phân tích các dữ liệu. Đơn giản là tụi mình muốn xác định lần tấn công tiếp theo đó mà. Thôi có gì nói chuyện sau nha. Tạm biệt. Hình như Techna có vẻ hơi khác thường chứ gì. Chúng ta cùng so sánh dữ liệu nha. Nếu như những giả thuyết của chúng ta là đúng và các số liệu của mình là chính xác, thì chỉ có một sự can thiệp mới có thể cản trở được các chức năng dữ liệu của chúng ta thôi. Nhưng có điều tỷ lệ là rất thấp. Nên bạn có nghe mình nói không vậy? Mình vẫn đang nghe mà. Bạn muốn nói là tỷ lệ thành công hơi thấp có đúng không? Phải. Bây giờ bạn hãy kiểm tra mức ổn định năng lượng của hàng rào trường Anfea giúp mình được không? Timmy. Phải chi có thể gạt hết những số liệu này qua một bên và sống với cảm xúc thật của mình. Như vậy chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dòng trong cái đường hầm bí mật này từ nãy tới giờ cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa tới vậy? Có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không? Đừng lo, chúng ta sắp tới rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi là chúng ta sẽ chạm được ngọn lửa rồng thiêng. Nhìn đi, đằng kia kìa, đó là nơi cất giấu mọi bí mật. Nói cứ như là trong truyện cổ tích vậy. Mình cảm thấy ở đây có gì đó không ổn. Không lính gác, không có bẫy. Nhóm Trích là chủ quan đến vậy sao? Đã tới lúc chúng ta phải giải phóng cho các tù nhân. Đúng vậy, nhưng nhớ là phải cẩn thận đó. Mình chia nhau ra đi. Lát nữa gặp lại nha.
và nó kịp luôn. Không bao lâu nữa em sẽ trở thành tiên nữ mạnh nhất trong vùng đất phép thuật này. Là nó đây sao? Ngọn lửa rồng thiên của mình. Khó khăn lắm mình mới tìm lại được. Nó thật là nóng. Có chuyện gì vậy? Ngạc nhiên chưa? Không phải ngọn lửa đó đâu Plum. Ngọn lửa rồng thiên đã nằm ngoài tầm giới của ngươi rồi. Ngươi sẽ không bao giờ lấy lại được đâu. Ngươi thua rồi tiên nữ. Lâm, hãy bỏ cuộc đi. Ngươi không đủ sức để chống lại bọn ta đâu. Hãy nói lời từ biệt với mọi người đi. Bởi vì Cloud Tower sẽ là đấm bồ của ngươi. Đó chính là một lời cảnh cáo. Người xứng đáng gánh chịu những hình phạt nặng nhất vì những gì mình đã gây ra. Được rồi, Plum, đi thôi. Ba đã sắp đặt chuyện này đúng không, Griffin? Ta chỉ muốn cho ba người biết rằng ta vẫn còn tồn tại ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nghe rõ chưa, các cô gái? Và trận chiến cuối cùng có lẽ sẽ còn phải đợi hơi lâu đó. Bà đang làm cái gì vậy? Không kiềm chân chúng được lâu đâu. Mau theo tôi, ngay bây giờ chúng ta phải lên thềm đón gió. Có như vậy mới thoát khỏi lâu đài này được. Hãy mặc áo choàng đi thưa cô. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Rơi vào tay bọn họ sao thưa cô? Rất tiếc nhưng chúng ta không có cách nào để chống lại Icy, Darcy và Stormy. Nhưng lỡ như bọn họ phá hủy Cloud Tower thì sao thưa cô? Tôi đã tiên liệu được việc này. Cô Faragonda đã cảnh báo tôi về bọn chúng. Nhưng lúc đó tôi nghĩ mình tài giỏi như vậy sao phải sợ ba đứa học trò chứ. Và đó là một sai lầm lớn. Đúng là trước đây tôi, Saladin và Faragonda đã đánh bại tổ tiên của chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bất bại. Đáng lẽ ra chúng ta phải luôn mở mắt to để cảnh giác. Vì ở thế giới này không có gì có thể nói trước được.
Tiếp viên làm mình bất ngờ thiệt đó. IC à, không dễ gì ra khỏi đây được đâu. Cái gì? Em nghĩ cái này có thể cản đường chúng ta sao? Phải nhanh lên, nếu không thì bọn chúng sẽ trốn mất. Nào các em, mau tránh ra. Nó vẫn không xi nhê gì hết. Vậy biết chừng nào mới ra được đây? Còn đứng đó nữa, mau giúp chị một tay coi. Đừng lo, vì đội quân hắc ám sẽ chăm sóc cho nhóm cục lưng. Sẽ mở một đường hầm phép thuật tại Anfia. Điều các em cần làm chính là đứng sát lại gần nhau và không được tách nhau ra vì bất cứ lý do gì. Như bây giờ có một chiếc motorbike ở đây thì bọn chúng sẽ phân tâm. Cô có cách nào giúp em không? Cái này tốt hơn nhiều. Motorbike hình con nhện mới nhất. Wow. Nguy hiểm lắm đó. Anh tình nguyện chấp nhận mọi nguy hiểm để cứu bạn bè của mình, và không ai có thể ngăn cản được anh đâu. Được rồi, vậy em sẽ đi với anh. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại sau nhé, Blue. Nên đi quá xa Anfia. Trời ơi, chúng ta bị chặn đường rồi. Mau tránh ra đi, nó bám đầy tụi em rồi nè. Anh mau làm gì đi Sky. Yên tâm đi, chỉ cần tăng tốc thì bọn chúng sẽ bị rớt ra thôi. Dành cho chắc nha Plum. Huh?
anh không hiểu gì hết. Thôi chết, chúng ta tiêu rồi. Suýt nữa là tiêu rồi, em không sao chứ? Trong tập phim tiếp theo, cô Faragonda và cô Griffin đã quyết định hợp sức với nhau để chống lại nhóm phù thủy Trish. Còn Bloom và Sky thì sao? Họ có thể gặp lại nhóm Queens hay không? Alfia đang rơi vào tình thế hết sức nguy cấp. Trái tim được chôn mi.